Khi mà AMH mình mà nó quá thấp, AMH của em là có khoảng 1 chấm thôi. Thứ hai là tuổi em lớn. Rồi, thì như vậy á, là mình chưa có điều kiện làm phẫu thuật ống nghiệm. Thì mình gọi là trữ trứng. Mình trữ để đó, rồi sau mình có thể mình thả tiếp một vài tháng nữa. À, giống như là mình chuẩn bị tiền đi, rồi mình mới làm phẫu thuật ống nghiệm. Thì cái trữ trứng á, nó sẽ mất khoảng 10 ngày để chích thuốc cho em. Rồi sau đó bác lấy trứng em ra. Thì toàn bộ cái quy trình đó, thì cho mình nó khoảng cỡ 60 triệu. Ha, là gồm có tiền thuốc, tiền hút trứng, tiền trữ trứng, cả ba luôn. Đó. Thì như vậy á, là mình sẽ trữ lại, nó có thời gian là khoảng cỡ 2 năm. Tức là cái trứng mình có thể trữ được khoảng 2 năm. Rồi sau đó, ví dụ như khoảng cỡ vài tháng mà mình thấy mà mình thả tự nhiên mà không có con, hoặc là thai nó vẫn không có phát triển tốt. Thì như vậy á, mình mới lấy cái tinh trùng của ông xã, mình rã đông cái trứng ra, và lấy tinh trùng mình kết hợp. Rồi cái mình chuyển vào trong tử cung của em. Thì cái tiền mà lấy cái tinh trùng, hay mình lựa, tất nhiên tinh trùng sao phải lựa rồi. Rồi sau mình mới cấy vào trong cái trứng của em, thì cái tiền đó là khoảng cỡ 20-30 triệu. Rồi mình chuyển phôi tươi luôn. Đó. Thì cái quy trình đó thì nó sẽ ít tiền hơn cho em. Còn làm cái thủ tấm nghiệm luôn á, thì nó nhiều tiền. Thành ra là ví dụ mình không có đủ điều kiện, với lại mình cũng đang muốn thử một cách tự nhiên á, thì mình trữ trứng trước đi. Tại vì lỡ ví dụ như vài tháng sau em muốn làm một tấm nghiệm, lúc đó thì mình xét nghiệm lại không còn cái trứng nữa. Cái câu chuyện nó nhiều bạn xảy ra lắm. Ha, thành ra là mình nếu mà quyết định thì mình sẽ chích thuốc, rồi 10 ngày sau mình khám lại, rồi mình lấy trứng ra mình trữ lại. Nha.